Với mong muốn cha mẹ học sinh có những chia sẻ, đóng góp ý kiến trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, đồng thời làm tốt công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường, Trường Tiểu học Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai đã thực hiện tuần lễ mở cổng trường để phụ huynh được trực tiếp tham dự các tiết học cùng con. Tuần lễ mở cổng trường là hoạt động lần đầu tiên được Trường Tiểu học Bắc Lệnh đưa vào thực hiện trong quá trình dạy và học tại nhà trường. Thông qua hoạt động này, cha mẹ học sinh có điều kiện tham gia các hoạt động học tập trải nghiệm cùng con, cũng như được làm quen với phương pháp dạy học trên lớp. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để cha mẹ được lắng nghe tâm tư, tình cảm, mong muốn của con để có phương pháp dạy học, giáo dục con một cách tốt nhất tại gia đình. Tôi cảm thấy là các con tôi về nhà thì rất là tha thiết, muốn mẹ tham gia cùng cái tiết học cùng với các con. Và tôi nghĩ rằng là khi mà những đứa trẻ đã tha thiết mời bố mẹ mình tham gia thì chắc chắn là chúng nó đã rất tự tin. Thế và hôm nay đến tham dự lớp học kết nối cùng với lớp 5A5 thì tôi cảm thấy là học trò thì rất tự tin, cô giáo thì có một cái sự chuẩn bị kỹ nữa. Đây là điều mà tất cả các bậc phụ huynh đều rất là mong muốn. Các con được học, không chỉ được học về kiến thức mà các con còn được giao lưu, rồi được chia sẻ các kỹ năng. Tôi thấy cái cách học như thế này thì rất là bổ ích. Cùng với mong muốn nhận được sự chủ động của phụ huynh trong các hoạt động học tập tại nhà trường, hoạt động mở cổng trường cũng là cơ hội để Trường Tiểu học Bắc Lệnh tuyên truyền về phương pháp dạy học mới, đón đầu cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới vào năm học 2020-2021. Đến thời điểm này, bên cạnh sự đầu tư về cơ sở vật chất, cơ bản đáp ứng đủ mọi hoạt động giáo dục tại nhà trường, thì việc triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng được Trường Tiểu học Bắc Lệnh tích cực triển khai. Mong muốn cha mẹ học sinh cùng đồng hành với nhà trường trong việc tổ chức giáo dục, các hoạt động giáo dục cho các con. Thứ hai, đây cũng là một cách để nhà trường cũng muốn tuyên truyền về cái đổi mới phương pháp dạy học cũng như là ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường và đổi mới cái cách dạy của thầy, cách học của trò trong việc chuẩn bị tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới và trong thực hiện công nghệ 4.0. Nhận được sự hứng nhiệt tình của các bậc phụ huynh cũng như tạo được hứng thú cho học sinh tại mỗi tiết học là những tín hiệu tích cực mà Trường Tiểu học Bắc Lệnh gặt hái được thông qua tuần lễ mở cổng trường. Tin chắc rằng với sự đổi mới sáng tạo này sẽ là tiền đề quan trọng tạo mối liên kết gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh cùng song hành thực hiện có hiệu quả chất lượng dạy và học.